chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay ngày cầm thanh viên, mình đi lễ Phật ở chùa Tịnh Xá Ngọc Hưng, thì mình cũng review lại cho các bạn xem khuôn viên chùa và ở trong chùa và những người đi lễ Phật nha các bạn. Thì năm nay thì do dịch cúm là virus corona đó các bạn, mình thấy những người đi lễ Phật chùa thì thấy cũng ít nha các bạn. Thì thường là người dân Phật tử là lại lễ Phật rồi thì mua đồ cúng sao giới hạn rồi họ gửi lại chùa rồi họ về là nhiều các bạn ơi, ít có người ở lại lắm các bạn ơi. Thường mỗi năm thì những ngày này là chùa rất đông luôn các bạn, người dân họ lại lễ Phật rất là đông, năm nay thì rất là thưa thớt luôn các bạn ơi. Ai họ cũng sợ bị lây bệnh hết trơn, thành ra họ tranh thủ lại lễ Phật sớm rồi họ về. Ai có sao hạn xấu thì mua đèn gửi lại chùa. Đây mình review các bạn tuổi nha các bạn, thì sao hạn luôn, đủ tuổi luôn các bạn. Ai chưa biết mình sao hạn gì thì nhìn cho các bạn này mà mình so sánh mình biết tuổi gì sao gì hạn gì nha các bạn. Để mình quay các đường các gõ luôn nè. Cái bản tính tuổi nè, tính sao nè, cái bản tính hạn nè. Có ai chưa biết mình sao hạn gì thì xem luôn nha các bạn. Có sao xấu thì mình cũng sao, có hạn xấu thì mình cũng cũng giải hạn. Có một năm làm ăn được thuận lợi. Khuôn viên chùa rất là sạch sẽ, đẹp các bạn. Chùa thì không lớn nhưng rất trang nghiêm các bạn ơi. Đi đến đây đông lắm. Nơi quá thưa thớt luôn. Chùa nằm đối diện với sông Sáu Gôn các bạn ơi. Mình đứng ở chùa này có thể mình nhìn ra sông Sáu Gôn, nhìn thấy luôn cái cầu cái lớn luôn các bạn. Chùa rất là trang nghiêm và sạch đẹp. Thường thì mỗi năm đó, mình đi cúng sao giải hạn thì mình cũng đến chùa này mình cúng luôn nha các bạn. Lớn các bạn ơi, mình quẹo xuống rồi và ngay ngôi chùa quẹo xuống mình vô khoảng 100 ngoài trước là tới ngôi chùa các bạn. Và có thể mình đứng ở trên cầu cái lớn các bạn, mình nhìn xuống mình cũng thấy ngôi chùa luôn các bạn. Ở dưới mé sông có một cái trụ yến rất là cao luôn các bạn. Quay xuống nha.
chồng mình cũng tranh thủ đi lễ Phật cũng sớm rồi các bạn ơi, cũng tranh thủ về luôn các bạn ơi, cũng không dám ở lại nơi các bạn ơi. Thì thường một năm thì hai chồng mình đến là cũng chờ cúng sao giải hạn rồi nghe đọc kinh rồi lại Phật rồi mới về nha các bạn. Hôm nay nói chung thì cũng tranh thủ về chứ cũng không dám ở lại. Năm mới mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an lành và hạnh phúc nha các bạn. Các bạn xem video thì đăng ký và like ủng hộ mình các bạn ơi. Mình xin chào các bạn.